hiểu rõ hơn về những thực phẩm trẻ tăng động nên và không nên ăn, cha mẹ hãy lắng nghe chia sẻ của chuyên gia ngay sau đây nhé. Câu hỏi nữa của chị Hằng Trần về chế độ dinh dưỡng cho trẻ là chị hỏi là chị đã tìm hiểu và biết là trẻ tăng động thì không nên dùng sữa bò và bánh mì. Chị hiện giờ đã cắt hoàn toàn hai cái thực phẩm đó cho bé rồi, và chị thì đang cho cháu uống sữa thực vật hữu cơ Wiwaco, có được không ạ? Và xin hỏi bác sĩ thêm là chế độ dinh dưỡng cho trẻ tăng động thì như thế nào là tốt ạ? Vâng ạ, thứ nhất đó là sữa có nguồn gốc về thực vật thì vẫn có thể dùng được với trẻ tăng động giảm chú ý. Thứ hai đó là cái chế độ dinh dưỡng cho con thì mình chỉ cần lưu tâm một điều đơn giản như thế này thôi. Tất cả những đồ ăn tươi, sạch do chính bàn tay mình chế biến là ok, không cấm cái gì cả. Thế còn ví dụ như cháo dinh dưỡng nhá, mình không tự tay mình làm, hãy coi chừng cháo dinh dưỡng là người ta có thể pha trộn, người ta có thể thực phẩm đã bị bảo quản quá lâu vân vân, rất nhiều thứ có thể xảy ra ở đấy. Và thậm chí người ta có thể cho ngọt quá, hoặc là tức là cho mì chính hoặc là bột nêm hoặc những cái gia vị khác, dần dần nó có thể với những đứa trẻ khác có thể nó rất ok, nhưng con nhà mình nó bị mẫn cảm với một số những cái thành phần trong thức ăn đấy mà mình lại không hề biết, dẫn đến trẻ khi trẻ ăn thì trẻ có vấn đề về rối loạn hành vi, thì lúc đấy mình nhìn cái vấn đề hành vi của con thôi, còn nguồn gốc sâu xa của nó đó là cái chế độ sinh hoạt, đặc biệt là vấn đề ăn uống của con mà mình lại không hề nhìn thấy. Thì hôm nay thầy chỉ khuyên đó là ăn uống của con thì mình chỉ cần theo cái tháp dinh dưỡng đấy, ở cái lứa tuổi đấy thì mình cứ đồ ăn tươi do chính bàn tay mình chế biến là ok hết. Nếu phụ huynh muốn tìm hiểu thêm về chế độ ăn uống cho trẻ tăng động giảm chú ý, hãy liên hệ với chúng tôi qua điện thoại hoặc Zalo số 0971024304 hoặc 0962620043 để được hỗ trợ tư vấn trực tiếp.